đến sinh nhật Joker rồi. Món nước này chắc chắn Joker sẽ thích lắm đây. Lính đỏ. Dạ, chủ nhân gọi bọn em ạ. Các ngươi uống thử đi. Ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào hả? Dạ ngon lắm ạ. Ai uống mà? Tuyệt vời ạ. Ngươi uống đi, tự tay ta làm đấy. Vâng ạ. Ui, ngu thế, mày muốn chết à? Em nói thật chủ nhân đừng buồn, cái này cho con gâu gâu nó còn lắc đầu á, chứ đừng nói đến bọn em. Người dám, đưa đây. Thế này mà mày bảo ngon à? Uống. Dạ, uống đi. Em sợ chủ nhân buồn. Còn ngon nữa không? Dạ, hết ngon rồi chủ nhân ạ. Người được lắm, chủ nhân bớt nóng. Món nước này pha dễ lắm, để bọn em làm cho. Đúng rồi đấy, đi. Được. Nhanh lên đi. Tao vô hình, không ai thấy tao hết. Ngon thế. À, đúng là đồ ăn cũng là ngon nhất. Ngoẹn đồ. Nước đây rồi. Nước gì mà hôi thế này, hơn cả mùi hôi nách của vợ mình nữa. Ngũ hổ vồ, ếch đậu hoa mướp, giáng long thịt ba chỉ, chấm tương ớt, ngon ngon. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Cô dạy em bài thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4, hít thở. Tay giơ cao lên nào, tay giang ngang bằng vai, tay song song trước mặt. Mệt quá, tập tí toát hết mồ hôi. Đâu rồi? Nãy chai cao như này, sao còn có nhiêu đây nhờ? Chắc nóng quá nó tèo thành cái cốc. Ê, đứa nào vứt cái cốc nước bẩn ở đây hả? Ghê hơn cả nước cống nữa. Trả tao chai nước đây. Mẹ ghẻ. Ôi trời ơi, kinh quá như nước cống ấy. Búp bê, dám chê nước của ta làm sao? Mày thử uống rồi khắc. Mồ hôi của tao còn ngon hơn cái nước mày pha đấy, rõ chưa? Nhông nhông nhông, ngựa ông đã về. Tâm, nàng nhìn xem, kia có phải mẹ ghẻ không? Hả? Đúng rồi, mẹ ơi. Bà dám đánh ta hả? Sao không dám? Thôi, mày bỏ ra. Để tao đánh chuyện gì vậy? Mày mẹ cứ ơi, bỏ tao ra. Thôi, để tao. Bị hoa vi quý. Vi được quý rồi, gì với nhà nó? Bỏ ta ra. Thôi, tao phải đánh bà ta một mới được. Một điều nhịn, chín điều lành. Thôi từ từ, bình tĩnh đã. Bỏ ra. Bà, dừng lại. Tại sao suốt ngày đánh nhau hả? Đã bảo đây là đất nước văn minh rồi. Đúng đó. Văn minh nhưng mà nó làm ô nhiễm mồm tao. Hả?
Ô nhiễm mồm mẹ. Chuyện là sao? Ngươi đã làm gì? Trời ơi, nó cho tao uống nước cống mày à. Kinh gần chết. Cái gì mà nước cống hả? Nước do chính tay ta pha. Ui, ui giời, nói thế à, chúng mày uống thử đi. Đây, đúng rồi đấy, uống đi con. Đấy, uống thử xem, ngon không? Ngon không? Sao hả? Đấy, tao nói có sai đâu. Cái gì mà ghê thế? Uống đi rồi biết. Nước cống kinh quá. Mày thấy chưa? Cứ không tin tao cơ. Các người dám. Hôi hết cả miệng. Ôi má ơi. Đi. Sao mày bắt bọn tao tới đây? Cái con mồm loe kia, thả tao ra. Tao cạo nát mặt mày. Mày tới đây. Im mày, không? Mày, bà nói nhiều quá rồi đấy. Tao thích. Dượng ơi, mau đến cứu gia đình mình. Gửi. Thả bọn ta ra. 3 hours later. Ui bà ơi, các con ơi. Búp bê, dừng tay lại. Dừng. Ông nói cái gì hả? Các anh cứ bình tĩnh. Làm gì mà nóng thế? Dạ nóng thì không à. Ngươi cũng đến rồi sao? Có gì thì từ từ nói. Đúng rồi đấy. Ta có cách có thể giúp được ngươi. Giúp ư? Được thôi. Vậy thì làm giúp ta một cốc Milo đá xay. Nếu ta cảm thấy hài lòng thì ta sẽ suy nghĩ lại thả các ngươi ra. Được, ta sẽ dạy cô làm. Chỉ cần cô thả gia đình ta ra thôi. Vậy thì đi. Yeah, hôm nay Tấm sẽ hướng dẫn cho mọi người làm món Milo đá xay. Xay nhầm ánh mắt của em. Này, em nào. Ta nhầm. Em này, đừng có luyên thuyên nữa. Làm đi. Làm đây, làm đây. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho Milo vào nước nóng để hòa tan. Liệu làm cho hẳn hoi vào đây. Ui. Cho một ít nước nóng vào cốc. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều cho Milo tan hết nha. Đơn giản đúng không nào? Nước nóng nên các bạn nhớ nhờ người lớn pha cho nha. Ngon, chắc ngon đấy. Ui. Sau khi Milo tan hết rồi thì chị Tấm sẽ làm bước tiếp theo. Đó là quét một lớp cacao tan chảy xung quanh chiếc ly này nha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ xúc đá vào cốc. Các bạn cho một lượng vừa đủ là được. Đừng có đầy quá nha. Như vậy là được rồi nè. Giờ thì sẽ cho nước Milo vừa pha vào nha. Đó, đổ gần đầy miệng ly là ok nha. Tiếp theo là cho 20ml sữa đặc lên trên. Rồi, chúng ta sẽ rắc bột Milo lên. Để một tí nữa dầm xuống ăn rất là ngon đó. Và cuối cùng, không thể thiếu những chiếc bánh ốc quế để trang trí cho cốc nước của chúng ta nha. Wow. Tên xong rồi nè. Wow. Ui, trông ngon xong đấy rồi bà ơi. Nhìn cũng hấp dẫn đấy chứ. Xin mời búp bê thưởng thức trước. Tao cũng muốn thử. Đúng rồi, uống thử đi bà nó. Ngon thật đấy. Ui, cái này ngon bà ơi. Ngon cực kỳ luôn. Ngon mà hét vào mặt người ta thế à. Xin lỗi, bà uống đi. Uống đi. Ngon. Wow, ngon lắm nàng ạ. Món này á, làm rất là đơn giản. Ngươi nhớ rồi chứ? Joker chắc chắn thích nó. Tự tay ta sẽ làm được. Ui, con này đến và đi như cơn gió. Kệ nó đi bà, quan các tâm bạn làm ơi, gì.
Milo đã xây nỉ, làm cực kỳ đơn giản luôn. Uống mùa hè thì cực mát, đánh tan cái nóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ta con đại gia tiền thiếu khi ăn tiêu thả ga. Đêm lên sáng ba tối về nhà làm vài ngụm trà. Cảm giác thật là your most mà nó à. Tiền nhiều làm gì. Lên nào ông ơi. Tặng bà nhẫn kim cương 100 carat. Sao tâm lý thế. Dám đậu vào mặt vợ của ta. Bà thấy tôi có siêu không? Sao ông phá hỏng giấc mơ đẹp của tôi? Đồ vô duyên. Này, mấy ngày không ăn rồi bà vẫn còn mơ mộng mà hả? Ăn tạm con cùi đi. Eo vẻ đây. Kinh ngon quá ấy. Cái lão già này. Sao bà lại đánh tôi? Ngồi đấy kêu ca cái gì? Đi kiếm đồ ăn đi. Đi thì đi. Nhanh lên. Đói. Mà nhớ không được để cho thằng Hoàng con Tấm biết mình nghèo đấy nha. Biết rồi. Đừng có quên đấy. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc. Thời cơ của mình đến rồi. Thức giấc chung một giờ. Không, không. Tránh ra. Đau quá trời ơi. Gãy chân tôi rồi. Mau đền tôi đi. Đau. Này anh kia, anh có thích đàn bà không hả? Bơ lạc nước ơi. Vua đâm vào tôi, không đền tiền mà lại còn mắng tôi này. Đau chân quá. Nàng đi dám đàn bà. Hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận. Này này này. Sao nàng lại cản ta? Thôi tôi này, khổ quá. Tiền. Lần sau đừng có mà như vậy nữa. Anh có biết làm như thế nguy hiểm lắm không hả? Tôi... Từ giờ hãy kiếm việc gì chân chính mà làm. Nàng cho hắn làm gì nhiều tiền vậy? Để ta cho hắn một trận. Anh Hoàng, thôi anh đi đi, nhanh lên. Cảm ơn cô. Ngươi chừa mặt ta ra nha. Thôi mà. Tấm và Hoàng thượng thật tốt. Từ mai mình sẽ bỏ nghề, tu chí làm ăn. Ô, thằng kia, mày có biết mày vừa lừa tiền ai không? Dạ, dạ. Đưa tiền đây. Dám lừa tiền của con tao á? Mày tiền của ấy cho tôi mà. Trả tiền nói cho nhưng mà tao không cho. Mày đi ra chỗ khác. Úi giời. Dương, Dương làm cái trò gì đấy? Ôi thì tao tao làm việc tốt. Tốt gì cái mặt ông? Trả tôi tiền đây. Trả đây. Mày thích làm bẹp không? Đấy, tao là tao làm việc tốt cho chúng mày đây. Này, cầm lấy. Thằng này á là cái thằng lừa đảo đây. Lần sau ra đường á đừng để chúng nó lừa nữa biết chưa? Mày đi ra. Tao về đây. Con cảm ơn Dương. Cái ông già kia. Dương lại gặp. Tôi nồi lẩu. Con xin nha. Mai con mời Dương đi ăn sáng. Chắc anh ta không làm sao đâu. Vương quốc còn nhiều người khổ, chúng ta nên san sẻ chứ. Mất tiền nhanh thế nhờ. Cô quả là một người tốt bụng. Không cái gì đâu, cố lên. Cái lão già này, đi kiếm đồ ăn về thôi mà lâu thế. Tôi đến nơi rồi. Hay cái lão già đấy với được cái gì ăn một mình nhờ. Ông chết với tôi. Chôn tiền vàng ở đây chắc chắn an toàn. Rõ. Nhanh. Thoải mái hết cả người. Nhanh lên đi. Rõ. Nhớ nghĩ vào. Đừng để cho ai thấy đấy. Vàng à. Cứ đợi đấy. Làm giàu, làm giàu. Cái lão già kia. Bà nói đấy à. Ông cười toe toét là ông vừa ăn cái gì một mình đúng không? Đã được miếng gì vào mồm đâu. Không ăn mảnh mà cười như thế à? Hả? Đây. Cái gì? Bà có muốn mình giàu sang phú quý không? Có. Có muốn mình công thành danh toại không? Đổi đời. Có muốn không? Ông lại muốn tôi đưa sổ đỏ đất đai ra chứ gì? Không có đâu, tôi không theo bọn ta cấp đâu. Cái đi gì? Tôi. Đi, đi đâu? Đi đâu đấy? Bẻ cái mồm thôi.
cái gì mà thần thần bí bí? Sắp đến rồi. Thế mà vẫn chưa đến nữa à? Bà sẵn sàng đổi đời chưa? Ôi giời ơi, ông dẫn tôi ra buổi chuối đổi đời cái gì? Nói nhỏ thôi. Bà mở to mắt ra mà nhìn đến đây. Cái này bà thích lắm đúng không? Ôi giời ơi, vàng á. Còn chưa hết đâu. Đây nữa này. Ông ơi, chỗ tiền, chỗ vàng đều là của mình đúng không? Bà ơi, cái chỗ gì? Này là của con búp bê đấy. Búp bê á? Sợ nha. Nhưng thôi cũng kệ ông à. Bung lửa đi. Mình giờ là người có tiền rồi ông à. Ôi sợ. Phố thị giờ cũng chả thay đổi gì nhiều nha. Này, đi ô tô cứ mắc rười rượi ấy bà nhờ. Chứ còn gì nữa, đồ của người giàu mà lý. Này, sao lại vẫn còn những mảnh đời nghèo khó thế kia nhờ? Nhìn cậu bé này, tôi lại nhớ. Ôi, đã đói rồi, lại còn nóng nữa chứ. Ôi giời. Ở đâu ra mà ngon thế? Bao giờ mới thoát kiếp nghèo này đây? Bỏ ra! Tay của tôi! Đây! Ui giời ơi! Mặn thế! Đang đói, tưởng đồ ăn, tưởng đùi gà. Các cháu ăn đi, cho đỡ đói nha. Ây, bà ấy thật là tốt bụng. Nhìn cái gì đây? Này, ui, sao bà ăn thơm thế hả? Đưa đây, không có đâu. Lá lành phải đùm lá rách đâu mà. Giúp họ đi. Mà lá rách phải đùm lá tả tơi. Lạy ông đi qua, lạy bà thương đi lại quá. Ô, ông bà ơi, cho tôi xin ít tiền. Bà thật là đáng thương. Thôi, tao biết mày đã nghèo lại còn câm nữa. Khổ thật đấy. Bà ơi, bà dậm chân tôi. Cái bà này, người ta đã nghèo cũng dậm chân người ta. Trời, xin lỗi. Nhìn cậu, toát lên cái mùi nghèo, đáng thương. Hèn nữa. Ngẩng cao cái đầu lên. Thật là đáng thương. Cậu có đói không? Con. Bánh thơm lắm. Vừa ra lò đấy. Đây này, ăn đi. Bà này. Ôi bánh mì. Xin lỗi cậu, tay tôi nó già yếu rồi, không cầm được. Thôi không sao, tôi vẫn ăn được bà. Chết. Cái chân hư không làm chủ được, mà cái chân lại không làm chủ được cái tay. Này thằng kia, sao mày nghèo thế? Cố chí mà làm nên đi này. Nha. Mày không làm mà đồ có ăn á thì chỉ có ăn cái này thôi chưa. Mày là mày. Mẹ Dương. Gì? Sao lại đi bắt nàng người ta thế hả? Hai người thật là. Sao hai người lại làm như vậy chứ? Ồ hả? Cái bọn nghèo này nói chuyện khó nghe quá gì mà. Bà thôi đi. Về đi. Về nha. Thật là quá đáng mà. Rí đi về bà. Thôi không sao anh ạ, mình phải cố gắng lên. Tôi biết rồi. Ngày lành tháng tốt, cũng đến lúc mình sử dụng số tiền đó rồi chứ. Chủ nhân ơi, có chuyện không hay rồi. Bà nãy bọn em ra kiểm tra thì... Canh gác cho hẳn hôi, mất vàng là to tội đây. Ok. Xem nào. Vàng, đâu rồi? Nào bây giờ. Ôi xong đời rồi. Về báo đây. Hả? Người nói gì cơ? Đúng là ngu dốt mà. Check camera cho tao. Rõ. Lại là bà ta sao? Đi theo ta mau. Dạ. Mọi chuyện đúng quy trình rồi đấy. Vút dĩ luôn bà ơi. Đúng là luật hấp dẫn. Vừa mơ mình giàu có, ai ngờ giàu thật. Vậy thì tiền là tiền nhiều khi không mà có. Hey, tiền là tiền nhiều lúc có như không.
ngươi cũng khá lắm. Búp bê, mày tính làm gì? Tiền của tao mà. Dám động vào đô của chị đấy à? Ôi, thôi, tao xin, xin mà, đừng làm hại bà. Cứu. Những gì là của ta thì sẽ mãi là của ta mà thôi. Ôi trời. Lần này ta tha cho các người đấy. Ôi, đưa đây. Thằng Lâm. Tiền của tôi. Tại ông đấy. Hai người còn nhớ ta chứ? Cái thằng ăn xin này, mày trộm quần áo đầu đẹp đi. Mày cảm ơn sự sỉ vả của hai người, ta đã nỗ lực để có được ngày hôm nay. Anh Giai, nhờ bọn em anh mới được như thế đấy. Đến lúc trả ơn rồi nha. Trả ơn sao? Đúng rồi. Xuống nhà lau dọn trượng tiền nhanh lên. Trời ơi là trời. Uxi. Được, ông sẽ phải trả giá. Tiếp đi. Được, quẩn tù xì. Cái lão già thối tha. Bà đây không phục. Tiếp đi. Chết ông rồi. Tôi trả được thù rồi nha. Chết này. Umbala, hãy mau nghe lệnh của ta. Ôi trời. Ngứa quá bà ơi, cứu tôi với. Ông làm sao đây? Dẫm tát ta sao? Sức mạnh này phải là của ta. Suốt ngày gặp chuyện xui xẻo. Trốn đâu bây giờ? Là đây chứ đâu? Ôi dồi, mông to quá, bị kẹt rồi. Người đâu rồi? Người đây rồi. Chạy nữa đi. Ui, lão chồng mình. Này, rắm mình lợi hại phết nha. Ôi, ông ơi, ông nắm tóc tôi làm gì đây? Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu. Cứu, Nam Mô. Mọi người, chạy đi. Xin lỗi dữ nha. Bọn lên chúng mày. Tí nữa thì tôi. Mở cửa cho ta. Cho ta vào. Mẹ, sao tự nhiên Dưỡng lại bị như thế? Ai mà biết. Bị cào lúc nào đây? Mẹ ơi, chúng ta không thể giữ cửa mãi được, phải tìm cách khác thôi. Phải làm sao đây? Mẹ ơi, phải làm sao đây mẹ? Mẹ ơi. Mẹ giữ cùng đi. Mẹ mau nói gì đi chứ. Ra đây cho ta. Mẹ. Mẹ ơi. Gọi gì tao? Mẹ. Chạy đi Tâm. Nhìn lên. Ngươi thế. Chạy đi. Chumia. Đứng lại cho ta. Ôi mẹ ơi. Hoàng ơi, con đâu rồi? Ra đây với mẹ nào. Con đây. Con xin lỗi. Ui, con không cố ý. Thả ra.
con ra. Dương, con đá Dương bây giờ. Ta sợ quá cơ. Ngon quá. Không, không. Chàng còn ở đây làm màu được nữa à?